Trở lại Biden Economic, nền kinh tế của Biden, học thuyết kinh tế của Biden, học thuyết kinh tế của Biden. Đó là học thuyết dẫn đến sự lạm phát chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ gần như 40 năm. Và trong tương lai, chỉ số thất nghiệp sẽ tiếp tục có cái chiều hướng tăng. Công ty Nestle đang sa thải 200 người Mỹ tại một nhà máy cà phê tại tiểu bang New Jersey và chuyển cái hệ thống này qua đất nước Mexico. Một công ty con của Nestle, tập đoàn thực phẩm đa quốc gia, đang đóng một cửa hàng cà phê tại New Jersey sau 75 năm hoạt động, được cho là chuyển cái dây chuyền sản xuất qua Mexico. Nhà máy cà phê Frijo của Nestle đóng cửa vào tháng 11 sắp tới đây, và công ty đã xác nhận với New Jersey Business và sa thải khoảng 200 nhân viên. Người phát ngôn của Nestle đã nói với New Jersey Business là chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào Freehold trong những năm qua, nhưng nhiều cái thách thức của nhà máy, đặc biệt là tuổi tác mà tính linh hoạt trong hoạt động hạn chế, sẽ tiêu tốn hàng chục triệu đô la đầu tư bổ sung làm cho nó khả thi. Các người tiêu dùng uống cà phê không ngừng phát triển, và mạng lưới sản xuất của chúng tôi phải thiết lập để đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng hiện tại và lâu dài của tương lai. Chủ tịch Teamster Local 11 Michael Crucio cho biết nhân viên tại nhà máy cà phê đã được thông báo nghỉ việc. Họ sẽ loại bỏ và đóng cửa cơ sở vĩnh viễn vào tháng 11. Ông cho biết việc sản xuất sẽ chuyển đến Mexico, nơi có công ty nhà máy Nestle tại đó. Nestle đã lợi dụng trợ cấp của người nộp thuế tại New Jersey, xây dựng một cơ sở trị giá 340 triệu đô la tại Mexico và hiện đang khai thác lao động rẻ hơn ở một số quốc gia khác với chi phí công nhân của New Jersey. Đây là một sự tham lam kinh tởm của công ty. Cảm ơn Biden đi chứ, New Jersey là thành trì của đảng Dân Chủ mà. Đối diện là đâu? Đối diện là thành phố New York. Các nhân viên đã biểu tình vào tuần trước và yêu cầu Nestle tiếp tục mở cửa cái nhà máy thay vì gia công sản xuất tại Mexico. Họ hoàn toàn không đồng ý về điều này, và Teamster tuyên bố là Nestle đã thu vào 17 tỷ đô la lợi nhuận trong năm ngoái, khi nhận được 14.5 triệu đô la tiền trợ cấp cho người đóng thuế tài trợ từ New Jersey. Giám đốc điều hành của Nestle đã tiết kiệm được 1.5 triệu đô la vào 2020. Hệ thống công đoàn Teamster cho biết công trình này anh xấu hổ vì đã quay lưng lại với người lao động Freehold và cộng đồng là quê hương của công ty này hơn 70 năm. Có gì đâu mà xấu hổ. Mấy cái đảng Dân Chủ của Trung Bay đã mở cửa cả một cái nền kinh tế của Mỹ cho thị trường lao động của Trung Cộng. Và những công ty đã di chuyển với thời của ông Bill Clinton, không có gì xấu hổ cả. Và đó là cái hệ lụy của chính sách toàn cầu hóa. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.